kể lại chân thật đến từng cm về quá trình sinh mổ lấy đứa con đầu lòng. Từng chi tiết ở phòng khám cho đến lúc bị chích thuốc tê, lần tiếp xúc da thịt đầu tiên trong đời với con gái cũng được Tú Vi miêu tả rất tỉ mỉ. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Tú Vi đã đăng tải dòng trạng thái nói về những kỷ niệm, cảm xúc của mình trong ngày hạ sinh con gái. Theo đó, cô đã miêu tả rất tỉ mỉ từng giai đoạn, khiến khán giả hình dung ra được những gì mà cô trải qua, đồng thời sự bồi hồi, xúc động cũng cuốn theo lời kể của Tú Vi. Như lời diễn viên Cổng Mặt Trời, cô cho biết mình sinh sớm hơn dự kiến khoảng 1-2 tuần. Đến tối hôm 1 tháng 4, mình vẫn ngủ sớm để sáng sớm 2 tháng 4 là nhập viện. Đi đến bệnh viện lúc 8 giờ sáng, làm thủ tục, đóng tiền, nhận phòng, rồi được đo tim thai, lấy máu, tắm xà phòng diệt khuẩn, chụp vài kiểu hình. Tiếp đi một lúc thì có anh y tá vào nói đưa đi mổ. Mình cũng bình tĩnh nằm lên băng ca để anh đẩy đi, trong lòng không chút sợ hãi. Tú Vi kể từng chi tiết trong ca mổ để đưa con gái đến với thế giới. Vi ơi, người nhà vào rồi, đang ngồi bên trái em nha. Mình quay qua nhìn thấy anh Văn Anh, trong lòng yên tâm nhiều lắm. Với tay nắm lấy tay anh Văn Anh, anh siết chặt tay mình. Anh có vẻ hồi hộp hơn mình, mình vẫn thế, trong lòng không chút sợ hãi. Ca mổ bắt đầu, may mắn là mình tê từ giữa lưng xuống chân rồi, mình không còn thấy đau. Nhưng mình cảm nhận được các động tác của bác sĩ. Bác nói thầm thì, ôi cô bé quậy chưa kìa, đạp dữ luôn. Mình và anh Văn Anh vẫn cứ nhìn nhau, háo hức, cho đến khi mình nghe tiếng các cô nói chúc mừng mẹ Vi giỏi quá, em bé chào đời rồi nè, và cũng khóc lên tiếng khóc đầu tiên. Mình sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Mình hít một hơi thật sâu, mình háo hức, mình nhìn Văn Anh, mắt anh rơm rớm nước mắt, mình thương lắm. Rồi Văn Anh đứng lên chụp hình giây phút đầu tiên đó của con. Con khóc to, và rồi con được cho tiếp da với mẹ. Con nằm trên ngực mình, mình nói thì thầm tên con. Thế là con mở mắt giáo giác nhìn mẹ. Nhìn mẹ, nhìn ba, cảm giác tuyệt vời đến nỗi mọi thứ xung quanh tan biến hết. Quá trình mang thai và sinh mổ là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc. Và cho đến khi nhìn thấy tấm hình này thì mình thấy bản thân rất hân hoan khi được làm mẹ. Đây là mình cười rực rỡ khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Cảm ơn Văn Anh đã chụp một bức hình đẹp đến vậy. Rất nhiều đồng nghiệp như Diệu Nhi, Băng Di, Jamie Idol, nhà văn Phạm Ngọc Thạch, Du Mi Dương đều chia sẻ niềm vui này với vợ chồng Tú Vi. Hiện tại, con gái của cặp đôi đã được 2 tháng tuổi. Vì là em bé đầu tiên nên hai vợ chồng cũng khá vất vả trong việc thức khuya dậy sớm để trông con. Tuy nhiên, cả hai đều hạnh phúc khi thấy bé Cún lớn lên từng ngày. Đến nay, cả hai vẫn chưa hé lộ hình ảnh cận gương mặt của con gái với khán giả. Trang Trần lên tiếng đánh giá Minh Hằng khi làm giám khảo The Face khiến dân mạng dậy sóng. Người mẫu Trang Trần quay clip khá dài, nói về việc Minh Hằng bị công kích khá nhiều tại The Face, đồng thời chỉ ra những yếu tố giúp Minh Hằng xứng đáng ngồi vào vị trí The Face Việt Nam năm nay. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Trang Trần thực hiện livestream giao lưu với khán giả với nội dung bàn về những vấn đề đang tranh cãi tại chương trình The Face và những sự thật khắc nghiệt đằng sau mọi show truyền hình thực tế. Mở đầu, cô chia sẻ mình đã có hơn 14 năm hoạt động trong nghề, đủ để biết trước được những bất công, chiêu trò mà chương trình mang lại cho người tham gia. Nữ người mẫu cho rằng, khi Minh Hằng ngồi vào vị trí giám khảo The Face, cô biết chắc chắn đàn em và ekip cũng sẽ hiểu được những thiệt thòi dành cho mình. Đồng thời, cô cũng không phủ nhận những ưu điểm mà Minh Hằng đang có được hoàn toàn xứng đáng với vị trí huấn luyện viên The Face năm nay. Trang Trần cho biết, Minh Hằng từng tham gia diễn xuất trong hơn 17 bộ phim truyền hình và điện ảnh và còn chứng tỏ khả năng nhập tâm vào nhân vật một cách thuần thục và để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Trang Trần cho biết, Minh Hằng tuy không xuất thân từ người mẫu nhưng lại là ngôi sao quảng cáo hàng đầu hiện nay và tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực khác như ca hát, diễn xuất. Còn về phần catwalk, Trang Trần cũng cho biết, Minh Hằng hoàn toàn có thể nhờ sự hỗ trợ của các siêu mẫu khác để hỗ trợ cho thí sinh tim mình. Riêng về người thích nhất ở The Face 2018, cụ người mẫu cho rằng là Nam Trung. Chị gái nam em bất ngờ xuất hiện tại vòng casting The Face 2018 dù bị loại từ trước. Không ồn ào, nhưng sự xuất hiện của chị gái nam em tại vòng casting The Face 2018 không chỉ khiến huấn luyện viên mà công chúng cũng hết sức bất ngờ. Sự xuất hiện cuối cùng đầy bất ngờ của át chủ bài Thanh Hằng khiến toàn bộ thí sinh và người hâm mộ vỡ òa vì bất ngờ. Thì tối nay, Nam Anh, chị gái của Hoa Khôi Nam Em, xuất hiện với tư cách là thí sinh, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông.
Cô nàng cũng chính là thí sinh khép lại vòng casting khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của chị gái nam em tại vòng casting đã khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thành tích quán quân người mẫu thời trang Việt Nam được xem là giải thưởng khá cao rồi. Không ai nghĩ chị gái nam em vẫn quyết tâm ghi danh để chinh phục ngôi vị cao nhất của The Face 2018. Không ồn ào hoành tráng, nam anh tới vòng casting khá muộn. Cô nàng diện áo sơ mi trắng, quần jean đen khá đơn giản và rất tự tin thể hiện bản thân trước ba vị huấn luyện viên. Dù mới đăng quang người mẫu thời trang, nhưng cô vẫn quyết định đến với The Face 2018. Nam Anh ghi điểm với ban giám khảo bởi khả năng trình diễn khách quốc tự tin và gương mặt sáng. Và ngoài ra, không biết vô tình hay hữu ý mà cư dân mạng đều nhất trí The Face Việt Nam 2018 chẳng khác gì cuộc thi gương mặt thân quen vì nhìn đâu cũng thấy những cái tên dậy sóng, hứa hẹn một mùa drama. Lâm Á Hân và Nicola Dinh, cặp đôi Depong đã rất nổi tiếng trong thời gian vừa qua, nên nếu cùng bước chân vào nhà chung, đây chắc chắn sẽ là hai nhân tố gây sóng gió. Một dàn người mẫu quen mặt, Linh Khéo, Brian Trần, Thùy Trâm, Thùy Dung, Quỳnh Như và đặc biệt là sự xuất hiện của Kim Cô Trang, tình cũ của Kim Lý. Thật may vì The Face năm nay, Hồ Ngọc Hà không ngồi ghế nóng, nếu không chúng ta sẽ khó lòng nào mà nhìn thấy được Kim Cô Trang xuất hiện. Minh Hằng đáp trả đanh thép khi bị Võ Hoàng Yến chê như tát nước vào mặt. Cả hai người đẹp đều chia sẻ những quan điểm riêng của mình, trong khi Võ Hoàng Yến vẫn cho rằng Minh Hằng không phù hợp làm huấn luyện viên The Face 2018, thì nữ ca sĩ lại mong muốn khán giả hãy xem chương trình trước rồi hãy đánh giá. Thông tin ca sĩ, diễn viên Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face 2018 đã gây xôn xao người hâm mộ. Bởi trước đó, Minh Hằng từng lên tiếng tố Hà Hồ chèn ép không cho cô ngồi ghế huấn luyện viên The Face 2017. Bước vào The Face 2018, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, huấn luyện viên đầu tiên được công bố ngồi ghế nóng cũng phán rằng người mẫu thương mại trước tiên phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó quảng cáo sản phẩm thương mại. Vì vậy tôi cho rằng huấn luyện viên nên là người đúng chuyên môn. Cô cũng từng trả lời phỏng vấn truyền thông khi có những đồn đoán ca sĩ Minh Hằng sẽ là huấn luyện viên The Face rằng: "Tôi nghĩ có chút không phù hợp. Nếu đứng cạnh nhau, điều đầu tiên không hợp nhau giữa tôi và cô ấy là chiều cao. The Face gương mặt thương hiệu đâu phải là chương trình chỉ tìm kiếm người quay quảng cáo. Đây là chương trình dành cho người mẫu." Ngay khi ban tổ chức công bố nữ ca sĩ Minh Hằng sẽ là huấn luyện viên thứ hai của The Face 2018, Võ Hoàng Yến vẫn giữ quan điểm cá nhân từng được cô chia sẻ. "Tôi từng nghe Hằng hát, xem phim Hằng đóng, nhưng không thể tưởng tượng được khi Minh Hằng làm người mẫu. Hơn nữa, tôi có quyền đánh giá và nhận xét với góc nhìn cá nhân là một người mẫu đối với Minh Hằng." Còn ban tổ chức, họ cũng có những nhìn nhận riêng, quyết định phù hợp với chương trình để lựa chọn Minh Hằng. "Tôi tôn trọng sự lựa chọn đó và vẫn giữ nguyên quan điểm từng chia sẻ. Một lần nữa xin được khẳng định, tôi chưa bao giờ nói sẽ không ngồi chung ghế nóng với Minh Hằng, nên đừng đưa mối quan hệ của chúng tôi đi quá xa, vì tôi không hề ghét Minh Hằng. Tôi và cô ấy từ xưa đến giờ chưa bao giờ có những xích mích gì với nhau cả." Về phía Minh Hằng, cô cũng bày tỏ quan điểm. "Nghi ngờ thì khán giả có quyền nghi ngờ, còn Hằng thì chỉ muốn nói rằng, mọi người hãy xem The Face 2018 để thấy rằng Hằng có hợp với vị trí huấn luyện viên hay không. Trước khi xem, đừng ra phán xét vội. Và Hằng nghĩ là một người đại diện thương hiệu, bạn không phải chỉ biết mọi catwalk mà còn phải biết những kỹ năng khác. Có thể về catwalk, Hằng chưa bằng những vị huấn luyện viên còn lại, nhưng về kỹ năng diễn xuất, trình diễn và cách để làm nhãn hàng lựa chọn mình, Hằng hoàn toàn tự tin. Hằng chưa biết huấn luyện viên thứ ba sẽ là ai, nhưng nói về những điều thế mạnh bên trên thì huấn luyện viên đã công bố chắc sẽ phải tham khảo thêm từ Hằng." Nói về những lời nhận xét của siêu mẫu Võ Hoàng Yến về mình, Minh Hằng cho biết: "Thực ra thì Hằng không nghĩ gì cả. Hằng nhận lời không phải vì biết có Yến hay bất cứ ai, mà nhận lời vì cảm thấy thích hợp và nhà sản xuất cũng thấy rằng Hằng thích hợp. Yến có thể nói những gì cô ấy nghĩ, không ai cấm. Nhưng lời mời Hằng vào ghế huấn luyện viên của nhà sản xuất đã phần nào cho thấy điều cô ấy nói là đúng hay chưa rồi. Hằng không nói gì thêm." Gia đình Thanh Bình, Ngọc Lan gây náo loạn sân bay vì lý do này đây. Sáng nay, gia đình Ngọc Lan, Thanh Bình cùng con trai đã lên đường sang Hàn Quốc để tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế Con đến từ hành tinh nào. Nữ diễn viên cũng muốn kết hợp nghỉ ngơi sau khi hoàn thành hai bộ phim truyền hình nên đã mời mẹ ruột đi cùng. Dù tối qua cô phải quay phim đến tận 5 giờ sáng, nhưng Ngọc Lan vẫn vô cùng rạng rỡ khi xuất ngoại cùng gia đình nhỏ của mình.
Mọi người sẽ có 5 ngày ở Hàn Quốc để tham gia tìm hiểu các hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực tại xứ sở Kim Chi. Toàn bộ hoạt động của hai vợ chồng và bé Louis sẽ được ghi lại và phát sóng trong chương trình Còn đến từ hành tinh nào. Ở sân bay, Thanh Bình tích cực làm phó nháy cho hai mẹ con. Cậu nhóc Louis không hề có cảm giác lạ lẫm chốn đông người và liên tục chạy nhảy khắp mọi nơi. Mới biết đi nên cô cậu rất thích khám phá và khiến vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình bở hơi tay mới có thể dụ dỗ quý tử ngồi yên ăn cháo trước giờ bay. Ngọc Lan chia sẻ, mình may mắn khi gặp được người chồng hiểu và luôn san sẻ mọi buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Ở nhà, ban đêm Thanh Bình cũng là người dạy cho con uống sữa, thay tã và dỗ dành Louis ngủ. Chính những hành động nhỏ hàng ngày như vậy cũng khiến Lan Ngọc vô cùng cảm động và hạnh phúc với người chồng của mình. I'm a good boy.